Vâng, chào mừng các bạn đến với game đấu thứ hai giữa Red Dragon và Next Gen trong khuôn khổ giải NXT EVO vòng main event. Radiant Team back. Vâng, ở game đấu thứ nhất thì có lẽ như là do sự thiếu vắng Different Heaven cho nên và cả Magical cho nên là cái lối đánh của Next Gen chưa có thật sự là trơn tru. Cái việc băng bích của họ cũng không được thuận lợi cho lắm. Mà chúng ta biết đâu là sau khoảng gần hơn 20 phút nghỉ giải lao thì họ sẽ tìm ra được đối pháp gì đó chăng. Và bên phía của Red Dragon thì họ vẫn ban đi đó Alchemist và Mipu. Vì không có Different Event ở đây, nhờ vẫn ban vào hai vị trí đó và bích cho mình đó là Raw Ranger. Khi mà Next Gen bỏ không ban đi Raw Ranger, ngay lập tức Red Dragon họ bích cho mình Raw Ranger luôn. Next Gen họ ban đi Bat và Void. Rồi vừa lỡ tay một cái là Raw Ranger được bích liền. Bây giờ là đến lượt bích kép đến từ bên phía của Next Gen. Vâng, có Raw Ranger có nghĩa là sẽ một push sớm và push bằng đạp tay. Rồi chọn cho mình Axe và Undying rồi. Với có Axe thì sẽ đánh nhau sớm được, với Axe và Undying thì sẽ đánh nhau sớm được và có thể cản được cái lượt push ở bên phía của Red Dragon khi mà họ ở đầu game họ sẽ không có đủ cái lực đạp tay. Để mà tới khoảng chừng phút thứ 15-20 thôi thì đam tay bên phía Red Dragon sẽ rất là khủng. Và thời điểm đó thì khoảng phút thứ 20 thì một con support đam nó cũng thể là 150 rồi. Bây giờ là bước thứ 2 bên phía của Red Dragon. Thường thường á thì ở bích thứ hai thì họ sẽ bích cho mình đó là một support, có thể là Oracle hoặc là có. Vâng, vậy chọn cho mình VS rồi, gọi là chọn VS luôn. Vâng, hai cái bút đam skill 3 của Raw Ranger và skill 3 của VS. Vâng, đam cực kỳ nhiều luôn. Cái này mà đi chung, cái này mà cộng thêm con Beastmaster nữa, thêm một con gọi đẻ như là Gen nữa hay là con gì Ancient Chat nữa. Vâng, push bao khủng luôn, không đỡ được luôn á, vừa bằng đệ mà vừa bằng đắp tay nữa. Có nghĩa là ban đi ở đây là thả sẽ ban đi Beastmaster hoặc là ban đi con Chen, mà vẫn chưa thấy có Chen. Vâng, ban đi Medusa. Medusa là sẽ đi mid. Vâng, có thêm cái đạp tay nữa mà đánh về lay vẫn được nữa. Bây giờ Red Dragon họ sẽ có lượt ban thứ 3. Vâng, ban đi Sven rồi. Mình nghĩ là Next Gen nên ban đi Hoots ở đây. Hoots thì nó đi mid cũng được á, và nó hành cũng rất là khủng ở đầu game. Vâng, vậy là ban đi Hoots rồi. Vâng, để host, để sổng host mà bên phía Red Dragon mà có được con host nữa thì coi như thọt đầu game mà thọt cực kỳ thọt cho bên phía Next Gen luôn á. Vâng, là Slug đã bị loại ra, bây giờ dễ hiểu rồi khi mà Slug có thể đánh nhau sớm và khi mình chỉ cần có cho mình Chasado play thôi. Và dư sức đi găng lẻ mà đi bắt sớm, có thể vòng ra phía sau nhưng mà giết những con support bên phía của Red Dragon. Ở bên phía của Red Dragon họ đánh cho mình cái lớp tay dài cho nên là thường là hero của họ máu sẽ không có nhiều. Và support cũng vậy nữa, cho nên sẽ còn một support cứu. Nếu mà cứ bích số 2 con support công thì rất là khó. Bây giờ là Next Gen, bích thứ 3 của họ. Vâng, chọn Dazzle rồi. Vâng, bộ đôi Dazzle và Axe. Axe là cảm tử lao vào, sau Dazzle bút bất tử cho. Đây thì mất Dazzle thì mình nghĩ là bên phía Red Dragon họ sẽ có Oracle, khi mà Oracle cũng là một trong những hero mà họ đánh khá là nhiều.
10 trận thì 10 bao nhiêu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Vâng. 11 mà nhân cho 2 khoảng 22 trận mà họ đánh Oracle tới 7 lần. Có nghĩa là cứ 3 trận thì sẽ có một trận có Oracle, xác suất đánh rất là nhiều. Đó là bích về support, còn nếu không thì họ có thể chọn cho mình đó là một upland thì thường là bát bát, nhưng mà bát đã bị ban ra rồi. Thế là sanh kinh thì 6 trong 22 trận thì họ có cho mình đó là 6 trận đánh con sanh kinh. Chọn team bà so, vâng, team bà so cũng vậy, 6 trận trong 22 trận. Vâng, chọn cho mình warlock chưa từng được bích trong trong những trận gần đây, là chưa từng thấy bích warlock luôn. Bây giờ bích warlock để đẩy thêm cho mình đó là cái búp máu và một đèn để đèn golem, nhưng mà cái anti từ phía warlock thì nó đào khá là lâu. Và next gen có cho mình Naga. Vâng, Naga, Dazzle, Undying, 3 hero hồi nãy của Red Regan. Có Naga thì bên phía của Red Regan sẽ khó push hơn, khi mà nếu mà farm như hồi nãy bên phía như như có cái con Naga hồi nãy thì phút thứ 16 có Radiant thì bên phía của Red Regan sẽ rất khó để mà push, khi mà Rip nó luôn luôn ở cao, nó không ở gần trụ. Đây mình nghĩ là nên thêm một con có disable như vậy, chọn như mình Lion. Con full tay dài luôn à, không có một con nào để mà làm tăng cờ ơi. Con nút đam rất là khủng nên từ phía của Lion. Với cái pick up death chưa kể đó là có cái hex và cái stun nữa. Có thể là dứt điểm gọn gàng một hero bên phía của Nexgen được. Rồi mình nghĩ là họ vẫn phải có cho mình một con để mà mở combat, hoặc là một con có thể tăng được. Có thể là DK ở đây. Và trận vừa rồi DK đánh rất là hay và rất là xanh. Chọn cho mình Tyranitar à. Khi mà nghĩ rằng con Warlock nó sẽ đi mid, cho nên chọn cho mình đó, đó là Tyranitar, bằng một hero rất là trâu, vừa trâu mà vừa mở combat được với cái Raven của mình nữa. Đây thì mình next gen nó còn thiếu đó là một mid. Đạt bé bỏng thì mình cũng không biết cái hero của anh ấy như thế nào. Một mid mà có thể đánh nhau sớm thì có khá là nhiều Viper nè, DK nè, TA nè, Timbershaw nè. Có khả năng đi rip luôn, không mình Invoker Tiny, Tiny cũng được. Vậy chọn cho mình Buck, ba cho con Buck. Không, một mid, cái này không biết nữa. Nếu mà Warlock đi mid thì sao? A plan thì Timbershaw. Vẫn còn Timbershaw, Sunken. Vẫn đứng hình luôn, chọn mình Sniper. Cái đội hình có thể nói là khá là mỏng, giống như mình sniper nhưng mà mỏng, nhưng mà cái đam tay là cực kỳ khủng luôn á. Có chữ mình sniper, wow. Như vậy sniper sẽ đi mid à, chứ sniper mà đi upland sao đi. Mà Raw Ranger cũng không thể đi upland nữa, cho nên Warlock thì có thể đi upland được với cái búp máu, coi nó có búp máu. Có một cái bích khá là bất ngờ ở đây. Và nó xem phải chọn một cái mid có thể đi gank sớm. Gank sớm thì DK, TA, Timbershaw, mình nghĩ là Timbershaw hay hơn. Nó có Timbershaw sẽ hay hơn rất nhiều. Tại vì bên kia đâm tay không thì Timbershaw sẽ nó có một độ trâu nhất định ở đây. DK cũng được. Chứ mà chọn Invoke thì rất là khó. Invoke thì hơi khó. Mà đạt thì mình cũng không biết đánh cái gì nhiều.
hay là chọn chuck chuck đi mid, mà chuck đi mid với súng thì hơi mệt á. Chưa kể là Lion nó đi raw arm nữa. Còn à, còn Storm nữa, đúng rồi, còn Storm. Storm cũng được, gọi là chọn cho mình Doom. Hồi nãy giờ bao nhiêu cái con mà nói ra là chặt hết. Tại vì như vậy là Naga sẽ đi mid, Doom sẽ đi carry, carry sẽ là carry Doom. Doom thì cũng khá là trâu với skill 2 á, nhưng mà Doom thì đánh nhau sớm. Mình nghĩ là Doom đánh nhau sớm mà không có khả năng đánh nhau sớm. Có gì được cái Doom chứ được cái là trâu thôi, ở early rất là trâu. Mà đánh nhau sớm thì phải có đồ kìa. Tại lắm. Nhưng mà không, nếu mà bắt cho mình được một con rip rừng nào đó mà có khả năng trói hay là stun gì đó mà mình nghĩ mình sẽ chết trói hơn, thì có thể đi găng sớm được. Đi găng sớm được. Vâng, chào mừng các bạn đến game đấu thứ hai giữa NetGen và RRWE trong khuôn khổ giải NXT EVOL Season 2. Bây giờ chúng ta điểm qua lineup hai bên. Phía NetGen thì Setboy gặp mình Naga đẹp bé bỏng, Doom, Tengu gặp mình Dazzle, Bushin gặp mình Undyne, Kukon, Kuta gặp cho mình đó là Axe. Bên phía RRWE thì Colamon gặp cho mình đó là Warlock, Varys gặp cho mình Lion, Sephir gặp cho mình VS, Keltura gặp cho mình đó là Raw Ranger, Yabi thì sẽ là Sniper. Còn với cái đội hình này thì Axe nè, Doom và Undyne sẽ đi găng đi combat nhỏ lẻ để tạo khoảng trống cho bên phía Naga farm. Mà nên nhớ là bên phía của RRWE họ đi găng vẫn cũng khá là khỏe với lại Lion và VS. Nhưng mà ở đầu game, những phút đầu game này mà hai con này đi raw arm thì rất là khổ, một trong hai con thôi, chứ hai con đi không thì bỏ cái lane cũng không được. Một trong hai con đi raw arm thì rất là khổ. Con thì stun trừ giá, một con vừa stun vừa hex, hay 16 là còn nút đam nữa chứ. Còn mua giày trước như vậy là Lion sẽ đi raw arm. Đây là Lion sẽ đi raw arm chứ không phải là VS. Có stun, có hex. Con này đi ram là sẽ lợi VS nhiều. VS thì là một hero cũng không thể gọi là cứu bồ được nữa. Hero này chủ yếu khi nào level 6 kìa mới trở thành một hero có khả năng backup được rồi. Còn không thì những level đầu này vẫn là một hero có khả năng đi, gọi vẫn là một support có khả năng đi raw arm, gọi là support công nhiều hơn là thủ. Còn bên phía RRWE họ phải kết thúc game này nhanh, không thì về sau có Naga thì rất là khó. The battle begins. I'll take that. To the gills. Hey. Sorry, mình vừa mới táp ra cái ấy luôn. Như vậy ở dưới bằng Sniper và VS sẽ đi với bot. Đối đầu lại là Doom. Còn ở mid sẽ là đối đầu chỗ Raw Ranger và Naga. Còn Lion ở đây sẽ đi Raw Arm cho nên còn 10 chắc nó sẽ là đi lên top. Bảo kê cho 10, mình nghĩ là 10 sẽ đi vòng vòng thôi và bảo kê cho mid ở đây nè. Trên đây thì một Axe với lại con Undyne thì dư sức là đi con Warlock rồi, còn Dazzle ở mid luôn.
đâm mà vào rừng mà còn đã vào rừng rồi mà còn không yên nữa. Đây là sniper có vẻ như farm sẽ khá là free mà. Coi nó vào tận đây để mà nó harass không cho đi lên luôn. Khó chịu vậy. Mà đâm thì nếu mà cắn cái con sói, nhưng mà cắn con sói thì có đâm tai nè. Một lát lên level 2 thì sẽ có cái búp máu. Và đi cây thốn quá, nhưng mà có, nó có búp máu lại vậy. À, một pha stun nè, có stun đè, chưa có skill 2, một hit đó. Vâng, một hit cuối cùng bằng vậy và first shot dành cho Lion. Và đó có skill 2 là sống á, mà rất tiếc. Money changes hands. Nhưng mà về lượng farm thì khác game 1 một xíu. Nhưng bây giờ thì dẫn đầu cái lượng last hit đó lại là các co bên phía của Nexen. Nếu mà Naga, chỉ cần Naga xanh được thôi là được. Xanh được thì là quy họ rất khó để mà push. Mà cái lap của họ là lap push, mà không push được thì rất là khó đánh. Mà ở đây coi chừng nha, đúp rất là đẹp, hay đến từ phía của Đạt không thấy luôn. Đây một pha slow đi ra, nhưng mà đi ra vậy thôi. Còn hình như là con gà nó bị chết. Điều khiển gà bị chết rồi. Đây một pha đi cây nhưng mà không có. Nãy giờ để ý ở bên phía của Nexen thì không có disable cái hú rồi, cái hú cái trói. Còn con Doom thì cái này thì phải đi ở gần kìa, mà cái đó là mini stun nữa chứ không phải là một cái disable. Ở đây thì còn block nó quýnh kìa. Ôi được chết luôn, không cắn được cái ấy. Vâng, chết luôn chứ gần chết gì nữa. Mà Warlock là người ăn mạng. Ờ, cái skill gọi là gì ta, cái này gọi là gì, tiếng Việt mình gọi là gì nè, gì oan hồn liên kết hả, cái tiếng Việt gọi là gì nè, không nhớ ta. Vậy như hai sinh mệnh nó tương thông nhau á, quýnh thằng này thằng kia bị đau, cái việc gọi là gì ta. Phút thứ tư rồi, level 5, có level 5 dành cho bên phía của Drow Ranger, cộng cho mình 3 điểm vào skill 3 luôn. Đây là điều dễ hiểu với một cái layup mà thiên về đăng tay như thế này. VS thì sao? VS trừ cộng cho mình trừ giáp chứ không phải cộng cho mình skill 3. Đây Axe lên van trước để mà giảm cái lượng đam tay đến từ phía của Rarawi. Đam tay mà họ cực kỳ nhiều luôn. Nhưng mà bích cái con sniper thì nó hơi mạo hiểm quá ta. Con chim coi chừng chết nữa nha. Ở đây thì thấy được của con đang farm mà không giết được, không có khả năng giết được, một pha trừ giáp đánh nè. Ôi hú Augustin. Ôi cái pha đó như nếu mà hú kịp mà sống rồi, nhưng mà như cái hú đang cooldown gì vậy, con không cooldown cái đâu, pha đó hú kịp mà sống á, tại vì hú nó cộng thêm một mớ giáp nữa. Đây đúng của Đạt đang bắt đầu farm lên được, quan so với Warlock thì cũng ngang kèo rồi. Sao quan trọng là Naga vẫn xanh. Xanh nhiều luôn nữa.
kịp hay không. Tiếp tục xoay, xoay một pha hú lên, xoay tiếp hơn, xoay nữa hơn, xoay rất là nhiều. Chốt cuộc thì đến phút thứ 6 rồi, chúng ta mới đã có được một mạng rồi. Không, một pha pause lại, nhưng mà bên phía Next Gen họ có lợi hơn rất là nhiều. Nếu mà đánh combat, combat thì họ lợi hơn nhiều. Mà đừng có tụm lại cho con Warlock nó thả anti là được rồi. Tại vì nếu mà set up combat thì có Naga set up combat nè, Axe cũng có thể là một hero đi đầu trong combat nữa. Giờ mấy cái cọc của anh cũng cực kỳ khó chịu đối với bên phía RRQ khi mà hero của họ không có nhiều máu. Hero cực kỳ ít máu luôn, giáp mỏng nữa. Còn phía của Next Gen thì với con Dazzle thì coi như là giáp của họ là trâu luôn á. Và chưa kể mấy việc là Axe nó sẽ lên van trước, thì ở đầu game thì cái lượng đam tay thì bên phía của RRQ cũng chưa chắc thấm được con Axe nữa. Còn Doom thì nhờ vào skill 2 nên Doom cũng khá là, cũng sẽ khá là trâu. Tuy là giáp của Doom là không không có nhiều. Mà Naga thì đầu game thì đầu game hay giữa game thì anh vẫn phải đi farm, không thể nào mà đi đánh nhau được. Ở đây thì có thể là sẽ đợi Doom của level 6 nè, Axe có cho mình cái Axe có cho mình cái blink. Thì như thế là bên phía Next Gen họ bắt đầu đi găng. Đi găng và vừa găng tạo vừa tạo khoảng trống cho Naga mà vừa có thể là không cho bên phía của RRQ họ có thể tụ hợp với nhau mà đi push được. Còn đánh combat thì với cái cọc của anh đây in thì cũng khá là khó, gây một chút xíu khó chịu cho RRQ rồi đó. Khi mà tụ lại mà đập cái cọc á thì Axe sẽ lao ra và hú. Tệ lắm thì cũng phải trúng được hai người khi mà đang đập cái trụ. Còn bầu khá là lâu. Còn bên phía RRQ thì sao, họ thì sẽ có đi găng á, có level 6 thì Lion sẽ đi găng, mà hiện tại bây giờ thì anh sẽ đi raw arm thôi. Level 6 sẽ stick cùng với lại VS và sniper. Khi mà sniper có cho mình cái anti thì ba con này sẽ stick lại đi găng, chờ cho bên phía của Raw Ranger có được chút xíu máu và Warlock có anti rồi hả. Nếu vậy thì họ không đi găng luôn. Nếu như thế này thì họ sẽ không đi găng mà họ tích với nhau luôn. Ở đây sao một pha lao lên có cho mình cái chặt rồi mà đạp rất là nhiều. Mà sao đây búp máu kẹp với không đây, còn chút xíu nữa mà hồi máu vẫn còn kẹp. Ở đây BS lao ra rồi một pha anti ra dồn đao vào về cho chết, ngu sẽ chết rồi, nhưng mà Warlock ở đây cũng chết rồi. Một pha stun hay không ạ, stun từ phía của Lion. Như vậy là găng một mình Warlock nhưng mà chúng ta bắt đến hai người. Đây thì pha đó Tele là chuẩn rồi đó. Tại vì con VS nó không còn. Ở đây con cũng vừa mới chết. Con khi bị sniper nó bắn. Này solo kill à. Sniper này coi chứ là khó chịu lắm á. Đối những hero mà tay ngắn là nó kết hợp với lại cái skill 1 nè, nó rải 3 lần ra là cái con mấy con tay ngắn là không thể tiếp cận nó luôn á, chưa kể với cái headshot nữa. Headshot giờ slow là 100% luôn à, mà bắn lại 40% nữa đúng không, ở lộn đây 40% nữa là coi như là cứ khoảng hai hit là headshot một lần, hai hit một lần. Đây thấy được BS một pha bật lửa lên dí theo. BS có cho mình cái tele nhưng mà anh không thể nào tele trong trường hợp này rồi, đặt cái cọc luôn.
Sun ngược lại Yondam vs lên bảng rồi. Sagan khá là đơn giản khi mà vs hình như là đi cắp mắt thì vậy, đi một vòng luôn. Naga thì vẫn farm đều, còn có Van trên người của Axe rồi. Bây giờ phải farm cho mình cái Blink nữa. Nếu mà cứ đi farm cái này chắc khoảng 5 phút nữa là có cho mình cái Blink. Naga thì cũng vậy, đi farm như thế này thì khoảng phút 15-16 thì có Ryan cho mình rồi. Warlock sẽ lên Mekan. Nếu mà muốn đi push thì bên đây phải có trống và Mekan để giúp cho cái việc push nó thuận tiện hơn. Đây là lên cái Dragon Lance. Sniper chắc cũng sẽ lên Dragon Lance thôi. Một item tương đối là rẻ khi chỉ một ca 9 tiền thôi mà lại cho Agi nhiều nữa. Cho Agi và cho máu nữa, cho tầm bắn xa nữa, không rất là tiện cho những hero tay ngắn. Ủa rồi, sorry, tay dài. Nói gì lộn luôn. Và spot đến từ phía của Rarawi. Như vậy là họ không stick nhau mà họ đi đi găng con Naga trước cái đã. Không cho Naga nó xanh. Đây sao thấy được Doom rồi mà bật lửa chạy đi liền luôn. Dí không kịp, bật lửa lên cái tóc chạy nó nhanh quá, dí không kịp. Và như vậy là một pha smoke không thành đến từ phía của Rarawi rồi. Và nếu mà smoke không thành như thế này thì lại có lợi cho bên phía Nhất Trang. Nhưng mà các smoke của họ sẽ không có level. Cái gì vòng vòng như thế sẽ không level. Mà support thì không cần tiền, không cần đồ, chỉ cần level thôi. Ở những phút đầu game như thế này thì cần level rất là nhiều để mà có những skill có thể kết thúc được. Mà bây giờ thì họ tập trung lại ăn cái trụ boss, ở ăn cái trụ shop rồi. Này không thể nào mà deny được cả. Một trụ 10 phút mà mới ăn được một trụ thôi. Cũng phải thôi, khi mà bên phía của Rarawi họ phải cần có đam và có những skill đam và có một, còn phải có đồ nữa, bằng một pha ngủ lại sai lần thì có vẻ như trễ đi về thôi chứ anh, chứ mà đi vòng vòng hay chi vậy, nhưng mà dí theo chắc không kịp rồi, có double dam. Bây giờ thì Rarawi họ đẩy luôn thẳng mid luôn. Đây có đam rồi, 106, 108, 101, 102, 100, đam tay ở phút thứ 10 nhưng mà đam như thế á. Radiant's middle tower is under attack. Radiant structures are fortified. Còn Phoenix Sen thì chỉ có đạn bé bỏng thôi, là đam to thôi. Tiếp tục là một trụ nữa. Bây giờ họ di chuyển xuống bot liền luôn. Naga hết ngủ rồi. Nhưng mà một pha tính là dụ hàng nhưng mà không thành đến từ phía của Sandboy rồi. Tính lấy cái bóng để mà đi dụ nhưng mà không được. Một pha stun đó là đánh, đứng đây đánh là phát hiện ra con thật ở đây luôn. Hắc não không thành công rồi. 7-3 mà có vẻ như không khả quan mấy so với game 1. Bây giờ chúng ta xem về lượng network coi, 4k dành cho Rarawi rồi, kinh nghiệm thì khoảng 1k. Dire's top tower is under attack. Còn và Naga đang ở vị trí thứ 3 của bản network rồi. Khi mà Sniper cộng với Roranger đang là những người dẫn đầu. Để tiếp tục là một cái trụ thứ 3. Vâng, push liên tục rất là nhanh, đây lao vào có một pha hú rồi đúp luôn. Con ăn được mạng carry được mà ở đây, nhưng mà ở đây sao có hai tele xuống ở đây. Vâng, một pha, vâng, mình thấy vừa thấy con đúp này nó tele xong nó không tele nữa luôn. Vâng,
bỏ hai mạng, bây giờ ba mạng luôn. Rồi fix cho sniper à, đừng có triple nha. Vâng, không triple nhưng mà cũng là ba mạng. Trong khi đó là Sepboy cũng đã đẩy được cái trụ mid rồi. Ủa, hồi nãy thấy rõ ràng là có Tele về mà sao lại không về nhỉ? Nhưng mà pha vừa rồi thì cũng cản được bên phía của RRQ, không cho họ push được. Trong cái Naga cũng ăn cho mình được cái... Vâng, có cái Relic rồi. Vâng, farm xanh hơn, farm còn nhanh hơn con Naga hồi nãy nữa. Bên phía của RRQ nữa. RRQ hình như là phút thứ 14, gần 15 mới có cho mình cái... cái Skelet này. Cái Relic thì mới có cho mình cái Relic rồi. Nhưng mà ở đây sao phút thứ 14 là... 13 mấy, 14 là có cho mình cái Relic rồi. Nhanh hơn con hồi nãy chút xíu, khoảng một phút. Họ có thể ăn Roshan luôn. Ăn Roshan có thể họ sẽ đẩy thẳng hai trụ luôn á. Sniper có gì rồi, có búa sét rồi. Đây đang lên Yasha đến từ phía của Raw Ranger. Earn từ phía của VS. Lion thì có Blink chuẩn bị lên chạy đẩy. Còn Warlock thì có cho mình được cái Mechan rồi. Axe thì đang cố gắng farm cho mình cái Blink. Gần đủ rồi, 300 350 nữa. Còn đủ luôn. Ở đây thì Undyne thì sao? Vâng, chưa có gì nhiều cả. Dazo cũng vậy, có trống dành cho Doom. Còn Naga thì 300 250 nữa. Ở phút 15 rồi, khi hồi nãy thì bên phía của Red Dragon thì phút 16, gần phút 16 mới có cho mình được cái Radiant được. Nhanh hơn khoảng 1 phút. Giờ một bên thì tập trung ở dưới boss, một bên tập trung ở trên top. Và đổi trụ rồi. Mà khi mà Naga có Radiant như thế này rồi thì bên phía của RRQ họ sẽ khó đẩy hơn nhiều, không còn đẩy nhanh như những trụ ngoài nữa. Bây giờ họ sẽ gặp một chút khó khăn trong việc đẩy. Và đó chính là cái cơ hội dành cho bên phía của Nashan. Đây một pha smoke có hú hay không, đây một lao vào nhưng mà không hú. Vâng, coi chừng nhân lao vào không hú. Một pha là anti chúng ba người đến từ phía của Warlock vào một pha anti luôn. Và anh ta lên bảng ngay lập tức. Nút down là quá nhiều. Một pha anti, một Blink đi né rất là hay đến phía của cô con. Ba cứ tưởng như chết rồi. Nhanh tay thiệt luôn á. Mà chúng ta có mất cho mình một trụ, bây giờ thì họ đẩy qua cái trụ mít rồi mà swap lại. Mất ngủ rồi thì làm sao đây, sếp boy ơi. Mình dominating dành cho phía sniper. Đây trụ này nằm xuống rồi. Xong rồi, một trụ nữa. Có lẽ như mất đi con Naga thì khó mà đép đây. Với cái hai cái Dragon Lens như thế này thì bên phía RRQ họ push hai round và cực kỳ dễ dàng luôn. Đứng dưới đồi mà bắn lên không cần gì cả, ngoài tầm trụ mà lo gì đó. Đứng dưới đồi mà bắn lên rồi. Clear rip rất là nhanh với cái skill 1 đến từ phía của sniper. Và một trống lên hú được Raw Ranger, có là swap lại cứu rồi sao đây. Có một pha stun đang dồn đau mà phía có thể bãi bỏng. Bãi bỏng một pha được bút máu rồi, bây giờ là sao cô con lao vào có đụng được Raw Ranger đang lao ra. Ê, vẫn không có ngủ, vẫn đi rất là chậm đến từ phía của cô con, không thể làm được gì cả. Một pha stun lại, bây giờ dồn đau vào một pha stun 2. S vẫn chưa chết mà khá là trâu á. Đây là sao Raw Ranger lên bảng, VS lên bảng rồi, bây giờ Sniper bị bắt lại. Một pha lê lê về, có gì để cản trở cho lê không? Không có thể trở đây là sao? Tiếp tục mà không có cái gì để mà cản trở cho lê cả.
Ở đây thì Dom bị con Lion nó giết. Bị Lion giết. Không có feature update nhưng mà vẫn bị Lion giết. Nhưng mà không, cũng cúng mạng lại dành cho Naga là cũng được rồi. Naga vừa rồi ăn cho mình thêm 2 mạng rồi. Ủa, ăn cho mình được 1 mạng là cũng ngon rồi. Có giày bay rồi, bây giờ tăng tốc độ farm lên thôi. Gần đuổi kịp Sniper rồi. Bên phía của RW họ push 2 round hay là push như thế nào là cũng cực kỳ dễ á. Không cần phải là nhiều rip. Hai cái Dragon Lens bắn ngoài tầm trụ như thế thì vâng, như mình nghĩ là bên phía Ash nên lên cho mình đó là một cái giáp phản, cái play mail. Không thì không chịu nổi cái lượng Damta đến từ phía của Rowi đâu. Ta bây giờ là 200 rồi, 200 mấy rồi. VS gần 150 nè. Đây cũng 140 rồi. Lion hơn 140 rồi kìa. Này sao 200 mấy mà đam to cực kỳ to luôn. Vâng, có cái Golden Brace trên người của Warlock rồi. Cứ đứng ở dưới mà nó rỉa máu lên thôi. Vậy sao chịu nổi, không cần làm gì á, cứ đứng dưới rỉa máu lên như thế thôi, rất là khó win. Một pha hú được rồi, nhưng mà có sai là chưa kịp cắm cọc lên. Có là swap lại, một pha stun lên, đạn không? Đạn bốc hơi luôn, một pha đã anti trúng hai quá đẹp cho con lót bây giờ một pha ngủ lại. Có đạn ra chưa kịp làm gì hết luôn á. Một pha finger update vào là bốc hơi luôn. Bây giờ thì còn gió cho mình cái dump, nhưng mà sao bên phía của RW combat xong họ đầy máu. Bây giờ không mất máu nào, không mất một miếng máu nào luôn. Giờ thì cứ đứng ở dưới và bắn lên như thế này thôi. Swap sẽ có cho 10 giây nữa nên hãy cẩn thận, hết ngủ rồi. Nó swap ra là chết rồi, một pha hú được rồi sao. Hú được nhưng mà không vô đam được. Vâng, và cua con tiếp tục là bỏ mạng. Hú được nhưng không vô đam được. Có một pha swap lại rồi, tiếp tục stun nè, dồn đam rồi, đam cực kỳ to, stun đè rồi. Không có ai bắt đến từ phía của Doom. Có thể game này kết thúc sớm đây. Naga vẫn chưa lay kịp. Còn mới có mình Yasha thôi. Nó đẩy vô tới trụ 3 như thế này, đẩy vô tới bắt một cái rắc mít, đẩy vô tới đây luôn. Con đứng ở dưới nó bắn lên như thế này, không làm gì được cả. Vâng, có gậy xanh luôn đến từ phía của Round Ranger. Gậy xanh lên búa xét nữa rồi, chuẩn bài luôn rồi. Cộng với cái búa xét đến từ phía của Sniper nữa thôi. Nội đứng trong nhà thôi, búa xét nó bắn rồi cũng chết nữa. Không cản được. Đứng dậy bắn rồi, không cản được. Không thể lao ra được. Bây giờ lao ra không được mà đép cũng đép không được. Khó chịu cực kỳ luôn. Còn có cái Hurricane Bike. Set 2 luôn rồi. Radiant structures are fortified. Không có sai ở ngoài, bây giờ không biết hú con nào nữa. Có bên kia của RW có đầy đủ anti rồi, 10 giây nữa là có anti của Warlock nữa. Cái Barak nó mất cực kỳ dễ dàng luôn, thấy được VS rồi, một pha ngủ. Nhưng mà vâng tản là rất là nhanh luôn, bây giờ dùng đam vào ai đây? Vâng, đạp bé bỏng chưa kịp làm gì, một pha sai lên rồi, một pha hơi cầm bay đẩy vào dùng đam vào biển. Sniper lên bảng rồi. Ở đây sao phải anti chút 4 người đến từ phía của Warlock.
con ngay lập tức là chạy về luôn, không làm được một pha hú hai rất là hay đến từ phía của con. Đang dồn đam về phía của BS. BS chơi ra mày. Vâng, một pha nữa, một chút xíu nữa, vâng, cái sai lệch nó quá lâu đi. Một pha búp gầy, vâng, búp cái mekan 2 lên mà đầy máu. Vâng, công sức đánh nãy giờ búp cái mekan 2 lên cho đầy máu luôn. Vâng, một cái rat nữa dành cho bên phía của RRQ. Vâng, có búp xét trên người Ravager rồi. Con chim man đang mang ra. Network bây giờ hơn 15k, kinh nghiệm khoảng 7k. Tiếp tục đẩy boost. Ôi, ai, ai, set boy, không có anti đâu nha. Ôi, chạy luôn, đi thẳng luôn. Không dám hoành mặt luôn. Đây có vẻ như là cái bích đâm nó không hợp lý chút xíu ở đây. Nói ra thì với cái đội hình này thì cần một con tiếp cận nhanh, mà đúng thì đối với một cái layup tay dài đâm to thế này, đúng là một hero nổi tiếng là giáp yếu. Ra chắc là bên phía Netgen tính là mở combat sẽ là con đi con Naga này, nó hát xong cái đi vào. Sau đó sẽ chọn mục tiêu và đâm đâm một mục tiêu, đâm mà chắc đâm qua lock nè. Giờ hú ra là hú 2, hú 3 nhưng mà rất tiếc họ không set up combat được kiểu đó. Tại vì họ to, hoàn toàn bị động luôn. Không biết làm gì được cả. Cái khoảng cách nó bắn là xa cỡ này nè. Đó, làm sao mà Naga có thể hú gì ra được. Kiểu nó có một cái blink đó, đứng đâu đó mà nhảy ra thôi. Vâng á, hú rồi đi bộ thế này trúng được có một thằng à. Dùng đam mà VS nó, bây giờ nó cứu lại đó, bây giờ làm gì đó. Bây giờ thả anti cho. Vâng, không cần thả anti đâu, đang bốn bắn tử dùng đam mà phải đạt máy bỏng. Nhưng mà đạt máy bỏng được bốn bắn tử rồi, chưa chết. Ê, vâng, S thì lên bảng trước rồi, nhưng mà sau đó đạt máy bỏng rồi, kế tiếp vào Bullshit nè. Vâng, hai cái, vâng, Ultra kill dành cho Sniper. Hai cái Bullshit nó bắn không thể đỡ được luôn, và GG Weplay đến được, gọi đến từ phía của Bushin. Và game đấu kết thúc ở phút thứ 25. Và người thắng cuộc đó là Red Regan rồi. Chúc cuộc thì họ thắng chúng ta 2-0 và Netgen sẽ dừng bước ở đây. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi stream và bình luận. Mình là Dino, caster của Netgen. Hẹn gặp lại các bạn vào chủ nhật này.